Xin chào quý vị khán giả của Hà Nội Review. Tôi là Diện Đàm. Và tôi là Thanh Huyền. Thưa quý vị, trong những năm gần đây thì thói quen ăn ở bên ngoài tại các cửa hàng tiện lợi đã trở thành một trong những cái xu hướng của rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Bởi vì sự nhanh chóng, tiện lợi và đôi khi là chúng ta cũng rất là dễ để có thể bắt gặp một cái cửa hàng tiện lợi ở ngay trên đường đi. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không đến cửa hàng tiện lợi để ăn nhanh mà chúng tôi sẽ ăn chậm thôi, bằng cách là sẽ sáng tạo những món có sẵn ở cửa hàng tiện lợi thành những món độc đáo và thú vị hơn. Và bây giờ thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo chân chúng tôi để tìm hiểu những cái điều thú vị ngày hôm nay Diện Đàm và Thanh Huyền sẽ biến tấu nhé. Đi thôi. Chào bạn ạ. Đây Đàm ơi, hôm nay nhá thì tôi sẽ dẫn bạn làm một cái món mà nó cực kỳ đặc biệt luôn. Cửa hàng tiện lợi thì lúc nào mình chả vào rồi đúng không? Bình thường khi mà nhắc đến cửa hàng tiện lợi thì Diện Đàm sẽ nghĩ ngay đến những món ăn có sẵn, kiểu như là đóng vào hộp hoặc là túi kiểu cơm nắm các thứ ấy, thì cũng rất là hay thi thoảng phải ăn. Nhưng mà cửa hàng ngày hôm nay thì Thanh Huyền dẫn tôi đến là nằm tại phố Phương Mai đúng không? Thì có món gì ạ? Bình thường thì mọi người sẽ đến đây và lấy đồ ăn sẵn luôn, nhưng ngày hôm nay thì sẽ phải cầu kỳ một chút là mình sẽ tự tay làm một cái món gì đó. Mùa thu thì bạn sẽ hay ăn gì nhất? Quá là dễ, mùa thu bây giờ đi là rất là nhiều người sẽ thích đi ăn cốm. Tại sao mọi người lại thích ăn cốm? Tôi nghĩ là bởi vì cái một là cái hương vị của nó rất hợp với mùa thu, hai là nó có màu xanh rất là dễ chịu với mùa thu nữa. Thế nên là trong hôm nay cũng trong một cái tiết trời mùa thu thì mình sẽ làm với nhau món tên là bingsu. Nhưng mà vì bạn thích ăn cốm nên tôi sẽ chọn nguyên liệu trong món bingsu này toàn là màu xanh lá cây. Ok ạ. Nghe bingsu thì tôi nghĩ ngay đến là những cái món đá bào ấy, ngày xưa kiểu chính xác. Ở đây có món đấy à? Tức là nhân viên sẽ làm cho mình luôn hay là như nào? Không, tức là mình sẽ tự lựa chọn nguyên liệu để làm. Thế thì cái máy đấy sẽ làm ở đâu? Đây bây giờ tôi sẽ dẫn bạn ra cái máy đấy ở phía bên này. Đây hả? Chào bạn ạ. Hai chị lần đầu đến thử cái máy này đúng không ạ? Vâng đúng rồi ạ. Thì là cái này nó sẽ là kiểu bingsu tự làm ấy ạ. Thì chị có thể chọn nước hoặc là sữa để đổ vào máy này và làm thôi ạ. Nhưng nếu như lần đầu thử thì em nghĩ là nên chọn sữa ấy, tại vì cái kết cấu của sữa so với chất lỏng thì nó sẽ khác nhau khá là nhiều. Thì đa số các bạn ở đây đều chọn sữa nhiều hơn ấy ạ. Với lại là sữa sẽ dễ kết hợp topping hơn, mình có thể kết hợp cả kẹo dẻo hoặc là bánh trang trí bên trên đều được chị ạ. Ok, thế bây giờ mình chốt là sẽ có nguyên liệu đầu tiên là bọn mình sẽ chọn sữa này. Cái thứ hai là sẽ chọn một vài các cái loại bánh để có thể trang trí lên trên hoặc là kẹo dẻo. Kẹo dẻo. Sữa thì nên ăn kẹo dẻo sẽ phù hợp hơn. Chỉ cần hai nguyên liệu như thế thôi ạ. Nếu như mà nó đẹp hơn thì nên kiểu trang trí bánh và cái que xung quanh thì cũng sẽ đẹp hơn ạ. Trang trí thêm nó vừa ngon nó vừa đẹp ạ. Mình hiểu. Nhá. Thế bây giờ bọn mình sẽ đi tìm thôi. Và theo như lúc nãy Thanh Huyền bảo với tôi rằng là ngày hôm nay chúng ta sẽ biến cái món ăn ngày hôm nay thành một món ngập tràn màu xanh đúng không? Chính xác. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi chọn những thứ toàn màu xanh nhỉ. Để tôi xem nào, sữa và màu xanh thì đây. Và tôi bạn sẽ chia nhau ra nhá, Thanh Huyền. Tôi sẽ tìm. Ok, vậy là chúng mình đã có 4 hộp sữa màu xanh. Đàm ơi. Ơi, chọn cái nào được? Ui nhiều thế. Thế thì chọn cái thứ hai đi, cái hương dừa ấy. Này nhá, hương dừa nhá. Sẽ nhẹ nhàng hơn. Đúng là khi mà mình ăn kem ấy thì mình cũng thường thích ăn hương dừa nhất trong tất cả các hương. Ok, vậy là chúng ta đã có sản phẩm đầu tiên, một hộp sữa màu xanh. Thanh Huyền thì đã lo để chọn về cái phần sữa rồi, thế thì bây giờ tôi sẽ tìm topping để trang trí thêm cho cái bingsu của chúng tôi hấp dẫn hơn. Thì yêu cầu mà cô ấy đặt ra cho tôi đó là sẽ phải chọn những sản phẩm có màu xanh. Thì đây chúng ta sẽ có luôn một vài những cái thanh sô-cô-la vị trà xanh cũng rất là hợp lý. Thì tôi sẽ chọn luôn cái này. Ngoài ra thì chắc sẽ thêm một chút Milo nhỉ, Milo thanh đi. Ngoài ra sẽ thêm một chút cái thanh này và có thêm những cái hạt nho nhỏ để rắc lên thì cũng đẹp ý. Nhưng mà nếu mà chỉ có màu xanh không thì hơi đơn điệu nên là chúng tôi nghĩ là sẽ làm thêm một bát nữa, có thêm một màu sắc sặc sỡ hơn, đó là màu đỏ vậy. Khi nãy bạn nhân viên bảo rằng là sẽ cần phải trang trí thêm một chút những cái thanh để mà chúng ta làm cho món ăn thêm sinh động thì chắc là sẽ cần cái này. Anh Huyền ơi, đây là thành phẩm của tôi. Như này đã đủ chưa? Nếu như mà theo bạn nhân viên ban nãy khuyên ấy thì mình cần phải có thêm kẹo dẻo nữa thì nó hợp với sữa hơn. Với cả là theo cái mong muốn của bà thì tôi cũng đã chọn thêm một hộp sữa màu cam nữa rồi đây. Bây giờ thế chắc thì kẹo dẻo đây này, ngay ở đây luôn này. Kẹo dẻo màu xanh này nhá. Chắc chọn luôn nhỉ. Đây, bên trong này có một vài cái màu sắc ấy. Tôi thích ăn cái này. Dai dai một chút.
Bạn ơi, đây bọn mình đã tìm được một vài những sản phẩm như này thì bạn thấy là đã đủ hợp lý chưa? Hơi nhiều nhá. Mình chỉ làm 2 bát thôi. Ok, mình sẽ làm màu xanh trước nhá. Ừ, thử nghiệm. Cái này thì nên cắt đầu hộp sữa chị ạ. Đừng có hút chọc cái này nhá. Cắt đầu thì sẽ dễ đổ hơn nhá. Ừ. Hộp sữa này sẽ đầy vô một bát nhá. Chia ra làm 2 lần đổ cho em nhá. Đổ từ có lưu ý gì vậy khi đổ? Này, cứ đổ từ từ cho em nhá. Wow. Có rồi này. Có kiểu đá bào ra rồi ấy. Cái hình nó dạng rất của là đá bào mịn đấy nhở. Trông nó sẽ kiểu hơi thanh dọc sợi đúng không ạ? Ừ. À tức là kiểu cái trục bên trong nó xoay nó sẽ sát với cả cái phần lưỡi. Đúng rồi, cái lưỡi nó sẽ bào ra. Bạn ơi, ban nãy bạn bảo mình phải đổ sữa vào làm 2 lần đúng không? Tức là bây giờ mình sẽ chờ nó hết lượt 1 rồi mình đổ lượt 2. Nếu đổ nhiều quá, cái lượng nước nó xay được nó bị nhiều quá thì nó không đông được cái phần đấy. Xị đấy. Khá ổn ha. Nhưng mà bạn ý bảo là không được gì cái thìa đâu. Bởi vì là cái phần đá được bào ra nó rất là mỏng thưa quý vị ạ. Nên là bây giờ chúng tôi mà dùng lực nhẹ một xíu thôi là nó là thành nước luôn đấy. Ok, thế tôi sẽ để bất động cái bát này. Bây giờ thì mình phải làm nhanh lên đúng không? Bạn sẽ làm lượt của bạn nhá. Và sau đó thì chúng ta sẽ trang trí với nhau. Nhất trí. Khi nãy các bạn nhân viên đã hướng dẫn tôi nghĩ là làm này cũng khá là dễ thôi. Với cả nhá là thật ra thì cái phần này tôi nghĩ là nhân viên hoàn toàn các bạn có thể hỗ trợ chúng mình làm nhanh thôi. Có khi là mấy phút thôi ấy. Nhưng mà cái việc mà các khách hàng tự mình làm ấy thì một phần nào kiểu cảm giác là mình sẽ cảm thấy ngon hơn ấy. Đây. Ồ. Ra kiểu như là sô-cô-la ấy nhỉ? Nó vẫn còn vị có vị lúa mạch rồi đấy, sô-cô-la đấy. Vẫn đang còn một chút cái trắng trắng khi nãy của bạn. Ừ. Trông cái này như cái máy sắp gạo ấy. Chúng tôi đã sẵn sàng để lên trên tầng 2 trang trí bát bình su đầu tiên trong cuộc đời. Phải đi nhanh trước khi nó chảy ra mất. Tôi cảm giác là chỉ không, nếu mà không nhanh 1-2 phút thôi là chúng ta là uống sữa luôn đấy. Nào, chính xác. Bây giờ mình sẽ cùng trang trí nha. Phải nhanh tay lên. Của tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ biến nó thành một thiên đường rực rỡ với màu đỏ. Đây, có popcorn nha. Popcorn, pop. Ở đây là có cả một vài các thanh sô-cô-la ấy. Ừ. Ăn đồ sô-cô-la thì sẽ giúp chúng ta giảm stress. Còn của tôi thì các thanh sô-cô-la thì nó đã được cắt sẵn như này rồi, rất là phù hợp để trang trí. Ban nãy mình mua cái này bao nhiêu tiền nhỉ, tổng cả? Tổng cả là 157.000, cứ coi là 150.000 đi. Thì tôi tính sơ, trừ đi một chút đồ mà mình gọi sẵn nhờ các bạn nhân viên làm ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 100.000 hai bát. Nó không rẻ lắm, cũng không quá rẻ thưa quý vị ạ. Nhưng mà để mà có một cái trải nghiệm như thế này thì cũng rất là xứng đáng ấy. Tôi nghĩ là nó sẽ thiên về trải nghiệm hơn. Với những món ăn như này thì mình có thể tự do sáng tạo theo cách mà mình muốn ấy. Đúng rồi. Cảm ơn của bạn đẹp thế. Cảm ơn bạn lần đầu tiên đã khen tôi. Vì sữa của tôi là sữa vị dừa nên tôi đã cố gắng trang trí để cho nó giống một cái bãi biển có những hàng dừa. Bây giờ xong rồi thưa quý vị ạ, chỉ mất khoảng chắc cũng phải mất tầm 10 phút đấy. Thì chúng tôi đã hoàn thành xong tác phẩm rồi. Đấy, nếu mà bình thường làm thì chắc nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà tôi nhận ra là chúng ta nên chọn một vài cái topping kiểu nó bé bé thôi. Bởi vì bây giờ ăn cả cái thanh sô-cô-la này có vẻ nó sẽ hơi ngấy. Bây giờ sẽ thử nhá, một thành quả luôn này. Đây, mình sẽ bỏ phần nước đi và ăn phần khô xem bình su như nào. Trời ơi. Lạnh quá. Lạnh gì? Mát. Đây là món mặn một bùng vị luôn. Ừ. Nhưng ở đây sẽ là một món ăn mà cực kỳ thích hợp cho những ngày nắng nóng ấy. Bởi vì là tự nhiên chỉ với khoảng 1-2 phút thôi thì một hộp sữa nó ngay lập tức được trở thành một cái món kem cực kỳ mát lạnh như này. Bình thường ấy, nếu mà bạn nào mà ngại uống sữa kiểu cảm giác là không quá là hấp dẫn ấy, thì chuyển thành cái này ăn mà nó vừa mát mẻ mà đúng nó rồi, cũng dinh dưỡng cơ. Bởi vì cái này hoàn toàn là từ sữa mà, không có nước gì cả luôn ấy. Nguyên chất, chất lượng hoàn toàn là tương đương, chẳng qua là mình đổi cái cách thưởng thức đi thôi. Đến tấu một chút. Bạn hãy thử ăn đá bào cộng với cả cái kẹo dẻo đi, ngon cực. Đó là một sự kết hợp mà mình chưa từng kết hợp trước đây. Đá sẽ tan nhanh trong miệng, tan rất nhanh, rất ngọt, rất thơm. Nhưng mà cái kẹo dẻo nó thì lại dai dai. Nên là cái hậu vị cuối cùng sẽ là vị của kẹo dẻo rất là thơm.
Tôi thấy là món ăn này có thể đáp ứng được cái sở thích của giới trẻ, đó là kiểu độc lạ một chút này và kiểu ăn ngọt ấy, nhiều bạn thích ăn ngọt. Nhưng mà thực sự là cái này để mà mang đi là không đấy. Phải làm trực tiếp tại quán luôn, và nếu mà không ăn nhanh thì nó sẽ rất là dễ bị chảy, nên đấy cũng là một cái hạn chế ấy. Chẳng qua là mình được trải nghiệm là mình tự đến đây, mình lấy một cái bát ra, mình tự chọn những cái nguyên liệu, đúng rồi, đầu bếp, đúng rồi, thành một đầu bếp mini ở trong những cửa hàng tiện lợi, khi mà mình vừa tự được chọn sữa xong rồi tự chọn bất cứ thứ gì mà mình muốn ăn để gộp nó lại vào với nhau, thì nó cũng là một trải nghiệm khá là thú vị dành cho người trẻ. Rồi, và như vậy là ngày hôm nay chúng tôi đã có một trải nghiệm cũng khá là thú vị với món ăn bingsu mà Thanh Huyền đã dẫn tôi đi tại cửa hàng tiện lợi đầu tiên. Nhìn chung thì khá là thú vị đấy Thanh Huyền ạ. Bạn thì thấy sao? Tôi thì tôi thấy là nó hoàn toàn phù hợp thôi, nhưng mà sẽ không phù hợp để chúng mình ăn thường xuyên lắm. Bởi vì như ban nãy mình có nói với nhau rồi, đấy là tùy vào topping mọi người lựa chọn nữa, nhưng mà một món, một cốc bingsu như vậy, bát đi đúng không, một bát bingsu như vậy nó sẽ rơi vào khoảng tầm 30-40 nghìn, đúng rồi, thì nó sẽ là một cái giá phù hợp để trải nghiệm với các bạn sinh viên. Còn nếu như để ăn thường xuyên thì tôi nghĩ là cũng sẽ chưa phù hợp lắm, sẽ hơi cháy túi cuối tháng, đúng không? Với nhìn chung thì cửa hàng tiện lợi ngày hôm nay mà chúng tôi ghé qua thì sẽ có đa dạng các sản phẩm để cho mọi người có thể lựa chọn, ví dụ như có thể ăn món bingsu ngày hôm nay, hoặc là cũng có thể chọn luôn cái món ăn được các bạn nhân viên chế biến sẵn tại cửa hàng, nó sẽ nóng hơn một chút thì ăn sẽ ấm bụng hơn. Và tôi nghĩ là thực ra ấy, đã xác định là vào cửa tiện lợi thì các món ở bên trong nó cũng sẽ nhỉnh hơn một chút, bởi vì nó có không gian và nó mở tới 1 giờ sáng cho mọi người có thể ngồi nữa. Thì nhất là vào thời điểm khuya, khi mọi người tìm một nơi mà vừa có thể ngồi, vừa nghỉ ngơi, vừa có điều hòa, có wifi các thứ, thì những cửa hàng tiện lợi có thể đáp ứng được điều đó, nên là giá cả nó sẽ, mình ok với việc là nó sẽ nhỉnh hơn bên ngoài một chút. Và ngoài ra thì giá tại các cửa hàng tiện lợi cũng sẽ đề rất là rõ, kiểu niêm yết giá ấy, thì các bạn trước khi mua cũng có một cái sự cân nhắc rất là hợp lý để mà lựa chọn ra được một cái sản phẩm phù hợp. Một vài những tiêu chí như thế thôi, thì ngày hôm nay chúng tôi hy vọng là có thể giới thiệu cho các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên, một vài những cái lựa chọn khi mà chúng ta đến với cửa hàng tiện lợi để ăn. Nhưng mà vẫn chưa dừng lại ở đó đâu, bởi vì địa điểm thứ hai bây giờ đây, khi mà chúng tôi ghé qua sẽ có một số những cái điểm thú vị, cũng sẽ là cái những cái sự sáng tạo, những sự biến tấu, nhưng mà sẽ không phải là món bingsu đá bào nữa, mà sẽ là những món khác cơ. Và với những tiêu chí đó thì chúng tôi sẽ dành cho cửa hàng tiện lợi đầu tiên ngày hôm nay là 3.5. Bây giờ hãy cùng với chúng tôi ghé qua địa điểm tiếp theo để chờ đón những điều thú vị về những món ăn mà Hà Nội Review sẽ sáng tạo ngay bây giờ nhé. Ý thôi. Rồi, và đây sẽ là địa điểm tiếp theo của chúng ta để có thể thưởng thức một vài những cái món ăn, và tất nhiên là sẽ có thêm một cái sự sáng tạo của chúng ta vào đó để cho món ăn thêm sinh động hơn. Khi nãy thì chúng tôi đã thưởng thức một vài những món ăn tại cửa hàng tiện lợi đầu tiên rồi và rất là ấn tượng với món bingsu. Thế nhưng mà bây giờ Diện Đàm sẽ đổi vai một chút, sẽ dẫn Thanh Huyền đi ăn một vài những món ăn và Diện Đàm nghĩ rằng là nó sẽ có thể cung cấp đủ năng lượng cho một cái buổi làm việc dài luôn. Nếu như mà nói về việc là đủ năng lượng thì tôi muốn là món ăn đó nó phải có cả tinh bột này, phải có cả rau xanh, rồi phải có cả chất đạm nữa. Yêu thì bạn cầu, có đáp ứng được không? Yêu cầu cũng ghê đấy, nhưng mà tôi tự tin nhá. Thế bây giờ hãy cùng với tôi để vào trong xem là chúng ta sẽ có những cái sự sáng tạo nào cho những món ăn tại cửa hàng tiện lợi. Ở đây thì quy mô của cửa hàng nó sẽ to hơn một chút, có thể gần như gọi là một cái siêu thị luôn ấy, nhưng mà chắc chắn là sẽ không làm khó được chúng ta rồi. Đây. Wow. Ở bên này thì nó sẽ rộng hơn cửa hàng đầu tiên một chút đi. Thực ra có thể gọi như là siêu thị luôn, bởi vì là ở đây ngoài những cái đồ ăn nhanh ra thì cũng có những cái sản phẩm trái cây có thể đi chợ luôn ấy. Đúng rồi. Nhưng mà Thanh Huyền ạ, chúng ta sẽ không ăn ở bên đấy. Đây chúng ta sẽ nhìn bên này nhá. Không dẫn đây chứ. Chỗ này thì sẽ hợp với chúng ta hơn. Đầu tiên tiêu chí của bạn đó là phải có tinh bột. Thì tôi nghĩ rồi là mình không nấu cơm được ở đây. Thế thì mình sẽ ăn một chút liên quan đến bánh mì đi. Hôm nay có mỗi hai chúng ta ăn đúng không? Thì hay là mình gọi một nhỏ nhỏ như này đi. Tôi nghĩ là thực ra tí mình còn kẹp với cả pate với xúc xích ấy, mà bánh mì nho thì thường nó sẽ ngọt hơn. Ngọt đúng không? Đúng rồi, nó sẽ ngọt. Nên là bánh mì nguyên chất. Bánh mì gói trắng có mỗi 1 miếng mà được tận 5 miếng. Suy ra là tầm 2 nghìn một miếng. Là quá là hợp lý rồi. Vừa đủ, vừa đủ. Đấy. Nhưng ngoài ra có rất nhiều lựa chọn. Mà thôi, chúng ta sẽ đi tiếp. Để đảm bảo tiêu chí rằng là Thanh Huyền vẫn có thể ăn chất xơ thì mình thay rau bằng hoa quả đi. Đó. Ok, tại vì là ở trong cửa hàng tiện lợi như thế này, nếu như có bán hoa quả thì cũng sẽ bán những cái loại mà có gọt sẵn nữa. Xác luôn. Đây, ngay quầy hoa quả đây rồi. Thì
khá là nhiều loại, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình sẽ chọn những cái loại ngày hôm nay. Thật ra thường nhá, diện đàm theo diện đàm bình thường kinh nghiệm đi chợ của tôi ấy, là trái cây cắt gọt thì sẽ thường thay đổi trong ngày đấy. Ừ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một vài loại như là kiểu đu đủ này, bưởi. Bưởi. Đây là gì? Chôm chôm. Rất tiện tại vì cái vỏ chôm chôm rất là khó để tôi mình nghĩ bóc. Là hôm nay tôi muốn ăn đu đủ. Đu đủ á? Ừ. Đây. Chắc không? Bạn cái này là mình phải cắt rồi đấy. Ừ, mình thôi giấu đi dao. Ừ, thế này nhá. Nhưng mà nếu mà ăn mình trái cây như thế này thì hơi hơi đơn giản quá. Thế mình sẽ cho thêm một chút sữa chua để biến thành một món, đó là sữa chua hoa quả dầm. Hấp dẫn đấy. Sữa chua hoa dầm, dưa hấu dầm. Ok, thế thì bánh mì này mình sẽ có nhân gì ở bên trong? Ăn thịt nhá. Ăn xúc xích hoặc pate nhá. Đã. Đạm nhá. Tôi nghĩ là mình ăn xúc xích đi, tại vì pate sẽ cũng phải chế biến đấy. Pate mình sẽ phải cách thủy lên á. Ok, à đây là gian hàng. Ui. Đây này. Trời ơi. Đây là thiên đường. Đây Huyền ơi. Chúng ta có thể ăn salad sẵn như thế này rồi. Đây cũng là một trong những điểm rất là nổi bật, và tôi nghĩ là ưu điểm của những cái cửa hàng tiện lợi mà kiểu quy mô lớn ấy, đó là họ sẽ kiểu chế biến sẵn một vài món ăn, và đôi khi mọi người vào thì có thể chọn luôn như thế này. Với bình thường ở nhà mà nấu một cái salad này thì mất thời gian lắm ấy. Này, nhưng mà trong salad này thì sẽ có cả gà và một vài những cái loại rau quả. Ừ, đúng rồi. Có thêm các loại khác đấy. Ở đây là salad rong biển này, trứng cua. Mà nó hơn có 4.000 thôi. Thế thì tôi nghĩ là mình nên chọn salad này đi. Tại vì là tí nữa mình cũng sẽ bỏ xúc xích vào trong bánh mì ấy. Tức là muốn ăn cả hải sản một chút đúng không? Được. Chốt cái này nhá. 38.000. Ok. Được rồi, đi thôi. Tiếp theo là mua xúc xích nhá. Xúc xích với cả sữa chua này xem. Sữa chua ở đâu? Xúc xích thì xúc xích đây là xúc xích kiểu xúc xích. Đây. À đây. Của bà đây. Wow. Đó. Mất tia rất giỏi luôn. Siêu đấy. Tôi chắc thích. Là mình chọn lẻ nhá. Ừ, xúc xích này. Xúc xích này nhá. 8.600, xúc này 12.000. Có gì khác nhau nhỉ? Xúc xích này là xúc xích phô mai, một cái là phô mai, một cái là kiểu xúc xích heo ấy. Thì chọn hai loại khác nhau đi để mình ăn cùng nhau. Rồi, đi chọn. Chết. Bây giờ thì thêm một chút sữa chua nữa đúng không? Sữa chua đây. Như kiểu tất cả đều được sắp đặt ấy. Kiểu cảm giác như là nó mình trong đi, mình nó đi một vòng tròn hợp lý ấy. Ừ. Các cái gian hàng nó đi kiểu di chuyển rất là dễ. Đúng không? Tìm cũng dễ. Mình sẽ lấy hai hộp nhá. Một hộp thôi chứ. Cần hai không? Một hộp thôi nhá. Một thôi mình ăn chung. Thế thì tôi sẽ lấy một hộp lẻ này vậy. Chỗ này của mình là bao tiền đấy nhỉ? 40 này. Cộng 10 là 50. Cộng 60. 70, 80, 90 rồi đấy. Thôi một hộp nữa cho tròn 100. Hộp sữa chua này nó lạ lạ gì? À hình như là nó có có xoài. Có topping bên trong các bạn ạ. À. Có xoài bên trong luôn. Ok. Đây, thôi cho luôn nhá. Có cả xoài cả dưa hấu. Rất nhiều trái cây rồi hôm nay rồi đấy. Đủ rồi đấy. Bây giờ ra bàn ăn. Ở trong không gian của địa điểm ngày hôm nay chúng ta đến cũng sẽ có luôn một cái khu vực riêng. Chị ơi, bọn em ngồi ở kia ăn được đúng không? Đấy, em thanh toán ở đây. Vâng, sao bọn em ngồi ở kia được? Vâng ạ. Thế nên đây là tất cả những đồ ăn ngày hôm nay mà chúng ta có cho bữa tối. Và tổng hóa đơn ngày hôm nay thiệt hại đó là 105.000. Tôi nghĩ rằng là 105 nhưng mà ăn được tận 3 món như thế này thì cũng ok đúng không? Nếu mà thực tế thì quý vị có thể gọi ít lại một chút. Chẳng hạn như là chúng ta có salad rồi, chúng ta sẽ bỏ lại cái phần hoa quả này đúng không? Đó. Hoặc là sữa chua nữa. Đây là mình đang kiểu bày ra nhiều hơn để review cho nó đẹp. Thanh Huyền để ý nhá, là trước khi mà vào trong đây ngồi ấy thì ở phía bên ngoài cái quầy ở bên kia có hẳn một cái khu vực để cho các khách hàng có thể rửa tay trước khi ăn ấy, thì sẽ làm thấy rất là tâm lý luôn ấy. Và cũng rất ít cửa hàng tiện lợi hoặc là siêu thị có cái khu vực này. Với cả ban nãy, tại vì là mình nói với nhau là ở đây mình sẽ không ăn được pate đâu, bởi vì pate phải cách thủy lên. Nhưng mà ở đây thì có một chiếc lò vi sóng để mọi người có thể tự chế biến cái món ăn nhanh như vậy luôn. Wow. Ngon nha. Với cả là những cái sản phẩm ở đây thì đều có ngày sản xuất ở trong ngày, với cả là ăn trong ngày luôn ấy nhỉ. Mình sẽ ăn món salad với cả bánh mì trước nhá. Ở đây mình có hai gói sốt mè rang này.
bình thường nếu mà món salad này ở nhà mà làm ấy thì sẽ phải mua rất là nhiều các loại rau kết hợp lại, xong rồi kiểu phải mua riêng cái phần sốt ra ấy thì cũng hơi bị tốn ấy. Bánh mì ở trong siêu thị hay là ở trong các cửa hàng tiện lợi ấy sẽ có một cái rằng là tôi thấy là kiểu cái ngày sản xuất của nó rất là mới. Ta-da! Và chúng ta đã tạo nên được một chiếc sandwich ăn tự tay là như thế này. Khi mà ăn trộn lại như thế, bạn thấy thế nào? Ngon đúng không? Một cái miếng bánh mì này, hai miếng này thì sẽ có giá là 4.000. Cộng với cả một cái thanh xúc xích 8.000 đó là bao nhiêu? 12.000. Coi như thêm khoảng 3.000 salad nữa đi. 15.000 cho một chiếc. Bánh mì tự làm. Vẫn đang còn thừa bánh mì mà. Ngày hôm nay đến với các cửa hàng tiện lợi thì không chỉ có chúng tôi mà có thêm cả các bạn sinh viên nữa. Thế ngày hôm nay bạn đến đây thì bạn đã chọn những món ăn gì đấy? Em chọn cơm với cả gà với thêm một chút hoa quả nữa. Chị có thể xem qua đồ của em được không? Có. Ở đây là chúng ta có gà quay đúng không? Vâng đúng rồi. Quay này. Đây là sushi. Sushi với cả là hoa quả. Như vậy là cũng rất là đủ đấy chứ đúng không? Trong cơm sushi thì có cả rau rồi. Em có thường đi đến những cái cửa hàng tiện lợi hay là các siêu thị để mà mình ăn những cái bữa kiểu bữa trưa, bữa chính trong ngày không? Em cũng thường hay đi đến những cái cửa hàng tiện lợi. Em thấy kiểu đồ ở đây cũng tiện với cả đủ mọi mặt hàng. Với cả nhà em cũng ngay gần đây nên em cũng hay sang đây. Thế thông thường em sẽ chọn những món ăn như thế nào? Như dựa trên các tiêu chí nào? Nói chung là đồ gì thì em cũng mua ở đây. Kiểu mình cần cái gì thì cũng có. Thế cả những cái bữa mà mình kiểu chưa chuẩn bị được ấy, thì ra đây thì sẽ có luôn. Tại vì sao mà em lại thường đi đến các cửa hàng tiện lợi mà mình ăn? Phải chăng là nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm thời gian hơn à? Em nghĩ là đến những cái cửa hàng tiện lợi thì nó sẽ giúp mình tiết kiệm thời gian với cả mình không cần phải chuẩn bị nhiều ấy. Ra một cái thì cũng có luôn đồ để cho mình mua. Vậy thì tiêu chí cho những cái món ăn khi mà em lựa chọn là gì? Em nghĩ là đầu tiên là ngon chứ. Ngon. Tiếp theo? Với cả đủ những cái thực phẩm mà mình yêu thích. Em sẽ thích ăn những món gì? Thường thì em sẽ thích những cái món mà ví dụ như là cơm hoặc là miến rồi hoa quả nữa. Tức là nó sẽ là tinh bột và nó gần như là giống với một bữa ăn của mình hàng ngày luôn rồi đúng không? Thế em thấy như thế nào về việc so sánh nhanh giữa việc ăn ở trong các cửa hàng tiện lợi với cả là mình đi ra các hàng quán ở bên ngoài, tại sao mình không chọn? Em nghĩ là ở những cái cửa hàng tiện lợi thì nó sẽ đảm bảo hơn về chất lượng. Với bản thân em nghĩ thì như vậy. Còn ra ngoài thì mình cũng chưa biết là chất lượng nó như thế nào ấy. Với cả giá thành thì nó cũng sẽ rẻ hơn đấy ạ. Cảm ơn em. Sau khi mà Thanh Huyền đã ăn xong phần bánh mì đấy thì chúng ta sẽ chuyển sang tráng miệng nhá, với hoa quả và sữa chua. Thì ở đây chúng ta sẽ có một món đó là sữa chua hoa quả dầm với sự kết hợp giữa dưa hấu và sữa chua nha Lam. Ở đây thì cửa hàng tiện lợi này có sẵn cho chúng ta những cái cốc thủy tinh như thế này luôn. Thực ra như quý vị có thể thấy là ngày hôm nay chúng tôi đều lựa chọn những món ăn khá là đơn giản thôi. Và tuy nhiên khi mà đến với những cửa hàng tiện lợi này thì chúng tôi có thể lựa chọn những đồ ăn sẵn và làm nó một cách rất dễ dàng. Thì nó là một trải nghiệm khá là thú vị khi mà tự nhiên một ngày mình không muốn ăn tại quán, mình muốn tự làm nhưng mình lại quá lười để có thể chuẩn bị nó tại nhà hoặc là quá cầu kỳ. Thì những cửa hàng tiện lợi hoàn toàn có thể đáp ứng được cho mọi người điều đó. Với cả là trong những cửa hàng tiện lợi thì cũng giống như các siêu thị ấy, những cái nguồn gốc xuất xứ của các đồ ăn sẽ được ghi rất là cẩn thận, kỹ càng, hạn sử dụng, ngày sản xuất luôn. Nên là về cái phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Diện Đàm nghĩ rằng là có thể bớt lo lắng phần nào. Về giá cả thì tôi thấy rằng là có một cái ưu điểm đó là giá thì sẽ được niêm yết. Vì vậy nên là người mua thì có thể là tính toán để hợp với cả túi tiền. Nhưng mà ví dụ như với những cái phần ngày hôm nay mà chúng tôi chọn ở đây thì nó cũng hơi nhỉnh nhỉ, hơi cao một chút. Nhưng mà thực ra nó là một sự lựa chọn xứng đáng thôi, bởi vì là khi mà chúng mình ngồi trong các cửa hàng tiện lợi thì luôn luôn sẽ có không gian sạch sẽ, thoáng mát và quan trọng là điều hòa được bật bất cứ khi nào mà chúng ta đến. Vì thế mà một trải nghiệm ngồi ở trong một không gian như thế này thì giá cả nó cũng sẽ nhỉnh hơn một chút. Với địa điểm thứ hai ngày hôm nay mà chúng tôi đến thì đa dạng các mặt hàng hơn so với địa điểm đầu tiên, có thêm cả rau củ quả, hoa quả cũng sẽ đa dạng hơn nữa. Vì vậy nên là cái bữa ăn ngày hôm nay thì có vẻ như là nó sẽ kiểu như là đầy đủ dinh dưỡng và giống hơn một cái bữa ăn để mà mình no bụng hơn so với địa điểm đầu tiên ấy.
và cũng với những tiêu chí để lựa chọn ra được một cái không gian phù hợp cho các bạn sinh viên để chúng ta có thể ăn uống nghỉ ngơi trong giờ trưa hoặc là trong bữa tối ấy. Chúng tôi sẽ dành cho cửa hàng tiện lợi địa điểm thứ hai này là 4 sao. Và hy vọng rằng là với những thông tin ngày hôm nay mà Hà Nội Review cung cấp cũng như là một chút cái sự sáng tạo nho nhỏ trong việc kết hợp các cái nguyên liệu lại với nhau có thể giúp cho quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn sinh viên có thêm một cái lựa chọn ở trong những cái bữa ăn của mình, đúng không? Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi số Hà Nội Review lần này. Quý vị có thể theo dõi chúng tôi thêm trên kênh Hà Nội 1, app Hà Nội On, website hanoionline.vn, Facebook, YouTube cũng như là TikTok nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.